Giới thiệu các bác, đây là cây năm cây trắng Phan Thịnh. Cây được rất là nhiều người biết đến bởi vì đã có khá là lâu và đến bây giờ thì vẫn là một cây rất là nổi tiếng. Cây năm cây trắng Phan Thịnh, cây này thì có nguồn gốc xuất xứ từ nước bạn Thái Lan, rất là đẹp. Đây là em quay bằng điện thoại iPhone, rất là tự nhiên. Các bác có thể nhìn thấy. Một trong những cây năm cành trắng rất là đẹp. Cây này thì em không có nhiều thời gian lắm nên là em sẽ chỉ nói sơ qua và khá nhanh. Và cũng làm tránh mất thời gian của các bác khi xem video, để những giây phút mà em quay ở đây nó được là chất lượng là tốt nhất. Thì đây là cây năm cây trắng Phan Thịnh. Cây năm cây trắng này thì em nói sơ qua về thân lá. Nguồn gốc thì em nói rồi nhá, nguồn gốc là từ Thái Lan. Đây em nói về thân lá. Quay xuống, em quay xuống thân lá một chút. Thân lá của cái cây này thì là nó hơi cổ, nó là thân tím nhá. Thân tím như những cái cây phi điệp bình thường thôi. Thế nên là thân lá không nói lên điều gì cả. Cái này là thân lá tím, dòng thân nhỏ, kiểu dạng như là dòng phi điệp miền Trung ở Việt Nam, miền Trung Tây Nguyên. Thì cái này thân lá nó nhỏ, thân rất là gầy và thân hơi zig zag và tương đối thẳng. Đấy. Về cái màu của lá nó, thân lá nó, thì đây là cái ki trên thân. Thì thân của nó thì là thân hơi màu có anh tím. Còn cổ lá của nó vẫn khắc tím bình thường, như những cây phi điệp bình thường thôi. Dòng này thì lá nó nhỏ, thân nhỏ nên lá nhỏ. Dòng miền Trung mà. Nhưng mà nó là cây của không phải của Việt Nam nhá, nhưng ý em nói là cái cây giống vùng miền Trung ấy, thì nó là cây thân nó nhỏ rồi nên là nó không có thể thân mập to như là hàng miền Bắc được, hàng Tây Nguyên nữa. Thì nó không thể to được bằng hàng Tuyên Quang hay là Hòa Bình được. Thân lá nhỏ, thân của nó chỉ khoảng từ 0,3 đến tầm độ 1cm thôi. Còn mầm của nó thì nó nhỏ như này thôi, thì nó chỉ khoảng 0,3 đến 0,5cm, à cm, 3 đến 5cm thôi. Lá của nó, lá nhỏ, dòng kiểu dạng lá tre, lá nhỏ. Lá của nó dài khoảng 5 đến 8cm, rộng khoảng từ 1,5 đến 2,5cm. Thân lá nhỏ, dòng gầy, thân gầy ấy, thân gầy guộc, nở hoa vào dịp bây giờ đang là tháng 6. Thì có một số cây thì người ta nở trước rồi, có một số cây là nở có thể do kích thuốc hoặc là gì đó. Một là dùng thuốc, hai là do là cách nuôi trồng thì người ta sẽ nở sớm hơn hoặc muộn hơn, là do vùng miền nuôi. Còn đây thì là nhà em đây là nở tự nhiên, không một vết chích choác gì cả. Đây là nở tự nhiên và đây là bông hoa thật. Bông hoa thật của cái cây năm cành trắng Phan Thịnh. Đây là mọi người nhìn có thể là nhìn rõ luôn. Cánh của nó thì rất nhiều người nói là cánh ám, nhưng mà bản thân em nhìn thấy ở đây là một trong những cái cây. Cây này thì hiện giờ đang nở tự nhiên, đây thì nụ rất là xanh đây. Mọi người đều nhìn thấy cánh nó trắng, cánh trắng tinh. Mắt nó dạng màu mắt đỏ. Cái này nhiều người gọi là cây mặt trời Bangkok. Khá là giống nhau. Vài cây khá giống nhau. Nở vào dịp tháng 6. Đây em sẽ kéo sáng hết cỡ đây. Kéo tối. Kéo tối hơn để mọi người cùng nhìn cái độ trắng của nó, để mọi người biết được. Đây em sẽ trở về màu bình thường nhé. Đây là tối này. Em quay là em kéo màn hình tối hết, tối nhất có thể, để mọi người nhìn cái độ trắng của cái bông hoa. Còn khi mà em dùng cái tem trắng hay là những cái gì khác trắng thì nó tùy cây thôi. Bởi vì cây nó quá nhiều người ta nói rồi thì đương nhiên em phải dùng những cái đấy. Đây mọi người nhìn góc, tất cả các góc đằng trước đằng sau của bông hoa này.
Đây là em kéo màn hình rất tối nhá. Cái chữ thể nhìn và tham khảo với cây nong trắng Phan Thịnh này. Cây nong trắng Phan Thịnh này cánh nó nở rất là căng. Phẳng cánh. Bông ngay ngắn rất là đẹp. Đây là em kéo để cho cái nền ở đằng sau nó tối hết. Còn nếu như mà với một cái khung cảnh mà nền đen ấy mà quay cây này thì nó sẽ rất là đẹp. Nhưng em thì không đầu tư những cái đó. Những cái đó thì nó tốn nhiều kinh phí và diện tích để quay. Đây nếu như để cái góc này thì cái lưỡi rất là đẹp. Nền dưới nền xanh nhá. Các bác nhá. Nền dưới nhà là nền màu xanh. Mà nền màu xanh mà nhìn được cái bông như thế này thì nó là rất là, mọi người có thể nhìn thấy độ trắng của nó. Độ trắng của bông hoa. Và ngắm em ý một cách trọn vẹn hơn. Bởi vì nền đen thì ngắm sẽ dễ hơn. Còn nếu màu bình thường thì nó sẽ rất là đẹp. Đây em sẽ trở lại cái màu bình thường của nó. Chạm vào màn hình. Đây là đang chế độ ánh sáng bình thường thì mọi người có thể nhìn thấy ở đằng sau rất là nhiều ấy. Nhiều thứ. Nhưng còn ở đây thì nó chỉ là ánh sáng bình thường và nền xanh ấy. Đây mọi người nhìn thấy cái độ trắng của nó rất là trắng. Và mắt của nó rất là đỏ. Đúng không? Bông, một bông rất là đẹp, một bông khá là xuất sắc. Mà giá cả thị trường thì nó cũng khá là ổn định, nó không bị thổi giá hay là không bị lo lên giá xuống giá gì. Lưỡi cái này rất tròn. Lưỡi rất là tròn. Hai mắt phân thùy rõ ràng. Ở rãnh giữa thùy nó hơi vẫn ám hồng thôi nhưng mà nó gọn. Và một trong những cái bông như thế này thì em đánh giá nó là một bông rất đẹp. Từ khuôn bông. Khuôn bông người ta đánh giá luôn luôn đánh giá là vai ngang. Thì đây là cái cánh của nó là vai ngang rồi. Hai cánh đài, ba cánh đài ngoài và hai cánh đài trong, hai cánh đài hoa. Thì nó rất là vai rất ngang. Bông to rất đẹp. Cái này bông của nó thì to khoảng từ tầm độ 6 đến 7 cm. Khoảng 7 cm. Lưỡi rất là tròn và rất là đẹp. Mắt của nó là màu mắt tím. Tím hồng. Hai màu mắt, hai cái mắt to là người ta gọi là mắt. Còn cánh, năm cánh ở ngoài thì gọi là năm cánh trắng. Còn hai cái mắt này đây là gọi là màu mắt hồng. Còn cái mũi của nó thì gọi là mũi hồng ấy. Đấy. Đây là mắt hồng tím, còn mũi của nó là mũi hồng. Thì cây này là một trong những cây em đánh giá là cái lưỡi rất tròn, rất xinh, rất đáng yêu. Và cái bộ cánh vai ngang rất là đẹp. Vai ngang, cánh cứng cáp, nở căng, bông hoa căng không bị cúp, không bị một cái tác động từ thuốc nào cả. Thế nên là để mọi người cũng đánh giá rằng là nếu một cái cây mà không bị tác động bởi thuốc, không tác động bởi những cái chất kích thích, thì nó sẽ nở ra những cái bông hoa rất là căng như này. Và nở căng như này nó rất là đẹp. Khi mà nở căng, bởi vì khi mà những cái cây mà người ta sử dụng thuốc để kích và người ta xem hoa ấy, thì thường là cái bông hoa nó sẽ không chuẩn. Thì cái video về làm sử dụng thuốc để nhận biết về bông hoa ấy, thì em sẽ quay sau. Em sẽ quay sau và em sẽ quay vào những lúc chắc là buổi trưa hôm nay. Thì sẽ có một cái kênh như thế để em quay về sử dụng, để mọi người cùng nhận biết rằng khi mà có thuốc thì cây nó sẽ có một sự khác biệt. Bởi vì khi mình sử dụng thuốc thì nó không giống với những cái cây nở tự nhiên. Những cái nở tự nhiên thì nó sẽ cánh, bộ cánh sẽ căng và khuôn bông sẽ chuẩn hơn. Từng bông, cái bông này thì mới hé hôm nay này, còn mới nở hôm nay thì nó chưa được căng. Nếu như cái ngày mai thì nó sẽ rất là căng so với những bông khác, so với cái bông trên này. Bông trên này thì là cái bông mà nở, bắt đầu nở từ hôm qua. Thì hôm nay cánh nó rất là căng mà. Và mọi người nhìn thấy sẽ
rất là dễ nhớ và sẽ rất là nhìn gái có thể nhớ ngay được là cái khuôn hoa của nó, để nhận biết rằng là nó khi mà nở sau một ngày nó sẽ đẹp như thế nào, để mọi người nhìn và biết được rằng đấy, một cái cây khi mà nở tự nhiên nó khác hoàn toàn với nở kích. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Em sẽ quay trở lại vào những video khác. Cảm ơn anh chị. Chào anh chị.